Xin chào các bác đến với kênh Lê Mai Điện Năng Lượng Mặt Trời Hà Nam ạ. Xin giới thiệu với các bác, hôm nay kho bên em vừa về lô pin ạ, rất là nhiều ạ. Pin AE hàng tháo máy mới của Đức ạ. Đây ạ. Đây là những tấm pin vừa được bên em chuyển xuống ạ. Hàng tháo máy nhưng mà vẫn rất còn mới ạ. Đây là pin mà bên em vừa ấy hạ xuống chưa được vệ sinh qua đâu ạ. Nếu mà được vệ sinh qua thì như mới luôn ạ. Đấy, rất là nhiều nha các bác. Bên em về sẵn kho ạ. Số lượng lớn. Đấy, đây ạ. Đây em quay thông số về tấm pin cho các bác xem nha. Đây ạ. Đây là pin AE Solar của Đức ạ. 72 cell. Đấy. Đây là các thông chỉ số dòng làm việc của tấm pin. Đấy. Đây ạ. Các bác có nhu cầu mua và sử dụng thì liên hệ với bên em theo số điện thoại 0927884474 ạ. Bên em ship quốc, ship code toàn quốc ạ. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi ạ. Chào các bác.